Thưa quý vị, sau một ngày lạc mẹ tại công viên nước quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, bé Dung 7 tuổi đã được tìm thấy tại bến xe Chợ Lớn quận 5. Đây cũng là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh khi đưa con em đi chơi tại nơi công cộng đông người. Đây là hình ảnh bé Dung đi lạc được nhân viên trạm xe buýt phát hiện tại bến xe Chợ Lớn quận 5 sau khi nhận ra bé trong giấy tìm trẻ lạc được dán tại các trạm xe. Theo lời bé kể lại thì khi đang đi chơi tại công viên nước thì có bạn gái khoảng 10 tuổi không quen biết tên là An Vi dẫn đi chơi. Hành trình của các bé được camera xác nhận là đã đi qua nhiều bến xe để ăn xin, thậm chí ngủ đêm tại bến xe Củ Chi. Trong sáng nay thì gia đình bé Dung đã đến các đơn vị để cảm ơn, đồng thời mong muốn gặp lại người bạn lạ của con để tìm hiểu và giúp đỡ bé An Vi.